Bundesliga mùa giải mới sẽ được mở hàng bằng trận đấu vô cùng hấp dẫn giữa nhà đương kim vô địch Bayern Munich tiếp đón Hoàng đế xanh trên sân nhà. Vẫn chưa có đội bóng nào có thể đánh bại được Bayern Munich và sẽ thật khó cho Schalke 04 có thể làm nên được điều bất ngờ trong trận đấu đầu tiên của mùa giải. Có lẽ điều đội khách hướng đến là tránh một trận thua đậm nhất có thể. Chẳng có mỹ từ nào có thể nói về màn trình diễn mùa giải vừa qua của Bayern Munich. Đoàn quân của huấn luyện Hansi Flick đã giành cú ăn ba thứ hai trong lịch sử đội bóng. Điều đáng nói hơn khi Hansi Flick chỉ là huấn luyện viên tạm quyền. Giai đoạn khởi đầu của Bayern là vô cùng tệ. Hơn thế nữa, có lúc họ rời xa nhóm đầu bảng và đỉnh điểm là huấn luyện viên Niko Kovac bị sa thải. Đó là một bước ngoặt thực sự cho Bayern Munich với việc họ thi đấu gần như lột xác. Thật vậy, các nhà đương kim vô địch đã thắng liền 11 trận cuối tại Bundesliga để nắm chiếc đĩa bạc lần thứ 8 liên tiếp. Bên cạnh đó, vinh quang tại cúp C1 của họ là vô tiền khoáng hậu với việc thắng toàn bộ trong tất cả các trận đấu. Giờ đây, Bayern đang nắm giữ mạch 20 trận thắng liên tục trên mọi đấu trường. Tất nhiên, họ sẽ muốn hướng đến những kỷ lục tiếp theo. Ở chiều ngược lại, Schalke lại để người hâm mộ của họ rơi vào trạng thái thất vọng. Với một đội hình như Schalke lại kết thúc ở vị trí nhóm dưới bảng xếp hạng, cụ thể là hạng thứ 12, là một điều gì đó không thể chấp nhận được. Kể từ khi trở lại từ quãng nghỉ dịch Covid-19, Schalke là một trong những đội bóng có phong độ tồi nhất vì không có nổi một trận thắng trong 9 trận cuối. Xa hơn nữa là mạch 14 trận không biết đến niềm vui. Vòng đấu thứ 34 vừa rồi, họ để Freiburg sỉ nhục với 4 bàn thắng. Qua đó, kết thúc mùa bóng với 58 bàn thua, cùng chỉ 38 bàn thắng ghi được. Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với Schalke khi họ được biết đến là một đội bóng có thực lực. Nhưng có lẽ, dàn đội hình hiện tại là chưa đủ tốt để giúp Schalke đạt đến những mục tiêu cao hơn. Cho dù loạt trận giao hữu đã ổn hơn rất nhiều với 3 thắng và 2 thua, nhưng chỉ có kết quả trong những trận đấu chính thức mới có thể đánh giá được phong độ thật sự của Hoàng đế xanh. Trong 6 lần gặp nhau gần nhất, Bayern toàn thắng trước Schalke, Hùm Xám ghi được đến 16 bàn, trong khi Schalke chỉ có được 2 bàn thắng. Mùa giải vừa rồi, Bayern thắng đối thủ tổng cộng 6-0 qua 2 lượt trận. Bayern đã giành được chiến thắng trong 13 trận đấu cuối cùng của Bundesliga. Cùng với đó, đoàn quân của huấn luyện viên Hansi Flick đã thắng ở hiệp 1 và toàn trận trong 8 trận đấu gần nhất gặp Schalke trên mọi đấu trường. Schalke 04 chỉ mới có được 2 tân binh là bộ đôi tiền đạo Vedat Ibisevic và Goncalo Paciencia. Chắc chắn cầu thủ được chú ý nhất sẽ là Lewandowski khi anh là vua phá lưới mùa trước với 36 pha lập công bên phía Bayern Munich. Theo kèo châu Á, nhà cái đưa ra mức kèo trên thuộc về Bayern Munich với mức chấp 2,5 trái. Một mức chấp khá cao có thể làm cho giới đầu tư gặp nhiều lưỡng lự. Tuy nhiên, theo tôi, kèo Bayern vẫn sáng cửa hơn vì họ đạt tỷ lệ thắng kèo là 60% so với chỉ 25% bên phía Schalke 04. Nhà cái đưa ra mức tài xỉu rất cao gồm 3,75, 4,0 và 4,25. Người chơi nên ưu tiên kèo xỉu hơn, đặc biệt là kèo 3,75 trái. Nếu thắng, người chơi sẽ ăn khá nhiều so với các mức cược còn lại. Nhắc đến Bayern, phải nghĩ ngay đến Lewandowski vì đơn giản, tiền đạo người Ba Lan chơi xuất sắc nhất ở mùa giải vừa qua. Bayern Munich ghi tới 100 bàn tại Bundesliga, trong đó Lewandowski đóng góp tới 34 bàn thắng. Qua 34 trận, Bayern đạt tỷ lệ gần 3 bàn một trận. Phía bên kia sân, mùa trước, Schalke để thủng lưới tới 58 lần. Hàng công của họ chỉ ghi vỏn vẹn 38 bàn thắng. Tính rộng ra hơn, chính là việc 10 trận gần đây, Schalke đã nhận tới 21 bàn thua, tức là 2 bàn một trận. Dự đoán tỷ số, Bayern Munich 3, Schalke 0.